What's up và chào mừng mọi người đã quay trở lại với bé Anima Chan và lại là mình, người nấp đây. Không giống ngoài đời, tỏ ra lạnh lùng khiến bạn bị coi như chảnh chó, sự thờ ơ của trai anime luôn tỏa ra sức hút khó tả trong mắt chị em. Bạn thấy bản thân mình trong Ayano Koji thông minh và cố cảm, thích cách Hachiman vượt qua khó khăn bằng hành động vô tâm che giấu nhiều mục đích. Tôi cũng vậy, nhưng mà vì sao cái lạnh nhạt từ chàng trai 2D lại trở thành biểu tượng của sự cuốn hút cho anime nhỉ? Hãy cùng Anima Chan tìm hiểu ngay sau đây nhé! Apathy, danh từ tiếng Anh miêu tả rõ nhất hình tượng lạnh lùng mà ta đang nói đến. Cái cảm giác này nó khó tả lắm. Nếu cần diễn tả trạng thái này bằng từ ngữ, nó giống việc vừa muốn thực hiện mọi thứ nhưng lại chẳng có đủ sức để làm gì ấy. Đối với mẹ tôi thì đấy là lười, nhưng mà cái góc nhìn khoa học lại cho ta một định nghĩa khác. Apathy không chỉ dừng ở sự thờ ơ, kìm nén lại những cảm xúc lo lắng, phấn khích, che giấu cảm xúc bộc lộ qua nét mặt. Đó còn có thể giống cảm giác thiếu động lực, phớt lờ mọi sự việc diễn ra xung quanh mình, không thèm quan tâm đến cuộc sống tình cảm, tinh thần, xã hội, vân vân. Với biểu hiện như vậy thì apathy ngoài đời được coi như triệu chứng cho nhiều bệnh tâm thần, như tấm màn bịt mắt con người khỏi mục đích và giá trị cuộc sống vậy. Cái bệnh lạnh lùng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, thờ ơ không có nghĩa là bạn chảnh. Đó đôi lúc là dấu hiệu của một cá thể thiếu tự tin, tự thấy bản thân mình vô giá trị, hạn chế biểu hiện suy nghĩ qua nét mặt vì nỗi sợ bị đánh giá. Lớp mặt nạ lạnh lùng đôi khi còn xảy ra bởi quá khứ bi thương, mất mát về người thân, rạn nứt trong tình cảm hay đôi lần bị bắt nạt. Ngay cả lúc đạt được mọi thứ, cuộc sống quá đủ đầy đôi khi cũng đẩy bạn tới trạng thái vô hồn. Vì sao á? Nếu đã có trong tay tất cả thì làm gì còn mục đích nữa đâu. Bản thân dù không muốn cũng phải rơi vào suy nghĩ chán nản mà thôi. Ở ngoài đời thì bị coi như căn bệnh, chẳng khác nào dở hơi, phải đẹp trai lắm gái mới đổ trước vẻ lạnh lùng. Tuy vậy, hình tượng này lên anime dù vẫn giữ nguyên những đặc điểm bản nãy, lại trở thành điểm hấp dẫn chính của nhiều nhân vật khi đặt chân vào thế giới ảo. Chàng trai bộc lộ rõ nhất bản chất này là Hikigaya Hachiman. Nếu ai chưa biết về thanh niên này thì anh đến từ bộ phim nổi tiếng Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm, hay gọi tắt bằng cái tên là Oregairu. Chuyện xoay quanh một học sinh cao trung với tâm lý chống đối xã hội, có cái nhìn méo mó về cuộc sống, không cần bạn bè hay mối quan hệ xã hội. Mọi chuyện chỉ dần thay đổi khi anh gặp Yukinoshita Yukino, cô gái xinh đẹp và đương nhiên lạnh lùng, để cùng bị ép buộc giúp đỡ bạn bè đồng trang lứa bởi giáo viên yêu dấu của mình. Mặc dù tính cách và quan điểm khác nhau, quá trình cùng khổ dần đẩy cặp đôi gần hơn với sự rung động. Quay trở lại với nhân vật chính, đây chắc chắn là biểu tượng cho từ thờ ơ khi anh ta trầm cảm đến lạ, tránh né tiếp xúc với xã hội chẳng bởi tính ngại ngùng, nhút nhát mà vì cậu ấy đếch quan tâm nhân sinh luôn. Cái lạnh lùng của Hachiman không xuất phát từ việc anh ta quá tài giỏi, coi thường người yêu kém hơn mình, mà thờ ơ lại tới như là cơ chế bảo vệ bản thân. Từng là nạn nhân của sự bắt nạt, cô độc một mình suốt khoảng thời gian dài, tạo nên linh hồn chỉ biết tránh né và bi quan. Không ít người trong chúng ta cũng từng trải qua những giây phút như vậy, cảm giác lạc lõng khi mong chờ ai đó đến bên cạnh mình, mong muốn cuộc sống thay đổi mà chẳng thể tìm được lối thoát, để rồi căm ghét chính bản thân mình. Cố gắng vùng vẫy rồi dần làm quen với sự tuyệt vọng, chấp nhận cuộc sống và thiếu đi động lực để tiếp xúc với xã hội. Đây chính xác là những gì Hachiman đang chịu đựng. Mặc dù không ai có cùng quá khứ bất hạnh hay trải nghiệm tương tự, nhưng dù bằng bất cứ cách nào, cảm giác lạc lõng chắc chắn đôi lúc vẫn hiện hữu. Ai chẳng muốn có được hạnh phúc như bao người khác, vậy mà đa số chúng ta lại lựa chọn trốn tránh, ôm những lời phán xét của xã hội cho đến khi cảm xúc dần chai sạn. Oregairu tạo ra nhân vật chính lạnh lùng nhưng dễ để đồng cảm, dắt tay khán giả từng bước nhỏ nhoi trên con đường đưa nhân vật chính thoát ra khỏi hố sâu vô vọng ấy, hé mở cánh cửa cảm xúc đã hao mòn. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi thực sự đã làm việc này theo cách vô cùng trau chuốt, qua diễn biến chậm rãi mà không hề nhàm chán, cho thấy rằng cách nhìn tiêu cực từ một người về thế giới hoàn toàn có thể thay đổi dần dần theo thời gian. Bất kỳ ai đều có thể phát triển nếu ta đồng hành cùng đúng người, đúng thời điểm. Vài ngày, vài tháng, đôi khi vẫn chưa đem đến thay đổi rõ rệt đâu, nhưng mà một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra hạt giống tích cực âm thầm lớn lên trong bản thân mình thì sao? Nếu suy nghĩ sâu vào nội dung của bộ phim, Oregairu là tác phẩm hoàn hảo khắc họa nên hình tượng lạnh lùng trong anime. Hachiman không phải ví dụ duy nhất về một nhân vật đã mất đi tất cả, anh ta đơn thuần là hình mẫu lý tưởng có thể kết nối tới nhiều tâm hồn trong chúng ta. Biểu tượng lạnh lùng đã mất đi tất cả nào đâu thiếu được Eren Yeager, nguyên nhân dẫn đến mọi diễn biến kịch tính trong Attack on Titan. Bộ anime chắc hẳn ai cũng phải theo dõi về trận chiến sinh tồn của con người khi xuất hiện giống loài Titan khổng lồ. Nhắc tới Eren, từng là một cậu bé lạc quan tưởng chừng như có tất cả, gia đình hạnh phúc, những người bạn thờ ơ cùng cuộc sống an toàn bên trong ba bức tường thành. Mọi việc dần thay đổi sau sự biến mất của cha, khung cảnh man rợ khi mẹ yêu bị ăn thịt ngay trước mắt cậu, hay bạn bè cùng quân đoàn thành đồ ăn nhẹ để bảo vệ dân chúng khỏi lũ Titan điên loạn. Mất mát ập đến Eren dù lớn, nhưng hoàn toàn không phải lý do chính dẫn đến sự thờ ơ mà chúng ta thấy ở season 4. Vô tình có được sức mạnh từ Titan thủy tổ, thứ duy nhất đủ quyền năng bảo vệ dân tộc Eldia khỏi sự căm thù từ mọi nơi trên thế giới. Đứng trước ranh giới giữa tình thân và toàn bộ nhân loại, quốc trưởng phải vứt bỏ đi thân tính, nén chặt bản chất con người trong tim, rồi thực hiện rung chấn chấm dứt sinh mạng của hàng tỷ sinh linh vô tội. Khép chặt con tim vì gánh nặng nào là điều thường thấy trong anime cũng như ngoài đời thật, có thể không to lớn như vận mệnh dân tộc hay bảo vệ thế giới vậy, chúng ta ai cũng mang theo những trọng trách của riêng mình. Đôi khi cô độc trở nên thờ ơ là công cụ cần trên con đường đạt được mục đích ấy.
Vì vậy, dù đã phát động rung chấn bị xem như chẳng khác nào phản diện khi quét sạch cả tỷ dân, nhưng người ta hoàn toàn có thể thấu hiểu, tha thứ hay nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt của kẻ phản bội này. Trở nên quá mạnh cũng trở thành lý do dẫn tới sự lãnh đạm. Khi nắm trong tay quá nhiều quyền năng, tiền tài, tri thức thì niềm vui đôi lúc sẽ không thể tồn tại. Mọi thử thách còn lại đều trở nên nhàm chán bởi việc vượt qua nó hết sức dễ dàng. Thử tưởng tượng xem, việc đi tán gái còn gì là vui nếu bạn đẹp trai, nhà giàu, giỏi ăn nói mà còn nhiều tài lẻ nữa chứ. Tâm lý này lên anime cũng được khắc họa hoàn hảo qua vài nhân vật mà mình sẽ kể tên sau đây. Điểm danh qua về độ nổi tiếng thì anh chàng Saitama luôn là hình mẫu lý tưởng. Đến từ bộ anime One Punch Man với toàn bộ nội dung đơn giản như cái tên về người đàn ông có khả năng kết thúc mọi trận chiến chỉ bằng duy nhất một cú đấm. Sức mạnh của anh hùng đầu trọc đơn giản tóm gọn trong hai từ quá mạnh, tim mỏi mắt mới ra được một đối thủ thực sự. Sẽ chẳng có vị thần hủy diệt đủ ao trình để khiến cậu ta gục ngã hay giải đấu vũ trụ đặt thêm những giới hạn mới để đạt được như trong Dragon Ball. Khác với Hachiman hay Eren, không còn bất kỳ thử thách nào có thể làm Saitama lúng túng, chẳng cần bỏ chút sức lực nào khi hành hạ từ người ngoài hành tinh đến cả chúa trời. Chắc bức tường duy nhất đôi tay này chưa vượt qua được không gì khác ngoài khả năng chơi game thần sâu của King mà thôi. Trước lúc đạt tới sức mạnh tuyệt đối, anh cũng từng nhiều tóc, cũng có niềm đam mê cứu giúp con người, mạo hiểm tính mạng để chống lại quái vật với nụ cười trên môi. Sức mạnh tăng lên cũng là khi cái niềm vui ấy chấm dứt. Giờ đây trước mỗi trận chiến, vẫn kỳ vọng một đối thủ xứng tầm giúp chàng trai có thể bùng sức, nhưng kết cục lúc nào cũng chấm dứt chỉ sau một hiệp. Thiếu vắng niềm vui trong thời gian dài dần khiến cho Saitama mất đi hứng thú với mọi điều tồn tại trên đời. Khả năng thể chất nằm trên đỉnh cao, còn tâm trí lại luôn đặt tại đáy xã hội. Sự vô cảm trên khuôn mặt thẫn thờ che giấu nhiều nỗi khổ hơn ta thấy. Sức mạnh thể chất là một khía cạnh thôi, quá thông minh cũng thay đổi nhận thức của bạn về cuộc sống. Mấy anh chàng lạnh lùng bên trên vẫn tìm được cho mình những người bạn để tâm sự, có được cuộc sống xã hội lành mạnh và đôi khi là cả tình yêu. Nhưng đến với Elite Classroom, dáng vẻ thờ ơ thực sự mới được thể hiện rõ nét qua nhân vật chính Ayano Koji. Lấy bối cảnh khi chính phủ Nhật Bản thành lập trường nuôi dưỡng thế hệ tài năng cho tương lai đất nước, Kiyotaka Akano Koji, một cậu bé ít nói, khiêm tốn, không giỏi kết bạn và điểm số cũng đạt mức vừa đủ. Ẩn nấp sau lớp vỏ bọc tầm thường đó là con quái vật có trí thông minh vượt trội so với loài người. Đối với nhiều khán giả đã theo dõi anime, thông tin về tiểu sử hay thân thế của Ayano Koji không được tiết lộ trực tiếp và tất cả chỉ dựa vào những phân đoạn hồi tưởng. Kiyotaka là thành viên thuộc nhóm trẻ em bí ẩn liên hệ với tổ chức ngầm tên White Room do chính bố cậu đứng đầu, phải rèn luyện từ trí tuệ đến sức mạnh vật lý, chẳng có tuổi thơ, tạo nên một cá thể vô cảm. Sau khi trốn khỏi White Room để tham gia vào ngôi trường danh giá, sự vô cảm và thờ ơ bộc lộ qua mối quan hệ của cậu với bạn bè. Mọi người xung quanh tiếp cận cậu bằng trái tim chân thành, nhưng trong mắt bộ não vô hồn, tất cả mối quan hệ xung quanh đều chỉ như công cụ. Không ngại thao túng tâm trí từng cá thể khác, cũng như sẵn sàng hy sinh vài con tốt miễn là họ giúp anh đạt được mục tiêu. Một cá nhân hoàn toàn vô cảm ngay từ đầu, lời khen ngợi, đe dọa, chửi rủa hay sinh mạng cũng chẳng thể ảnh hưởng đến bạn nếu bạn đã đánh mất đi trái tim. Những chàng trai trên dù không sở hữu ngoại hình quá vượt trội vẫn đem lại sự cuốn hút cho người xem. Nhưng tại sao chúng ta có bản năng chú ý đến thứ khiến bản thân thấy thân thuộc? Khi đối chiếu bản thân vào sự lạnh lùng ấy, dường như ta thấy chính bản thân mình. Nhiều phút giây sợ hãi, nép mình sau lớp vỏ bọc im lặng để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Đôi lúc mất động lực, lạc lõng, kìm ham bản thân khỏi bất cứ hành động nào. Thấu hiểu được khó khăn, mong muốn nhìn thấy họ phát triển và thay đổi không gì khác ngoài mong ước của chính chúng ta ở thế giới thực. Sau đây là lý do những nhân vật tầm thường như Hachiman lại được yêu thích bởi cộng đồng người xem. Bởi anh ta giống họ ư? Chưa đủ, mà chính hành động để thay đổi bản thân thể hiện trên anime là điều chúng ta vẫn theo đuổi. Đôi khi một nhân vật được xây dựng chưa tốt cũng hoàn toàn có khả năng được yêu quý nếu gợi lên sự đồng cảm từ khán giả. Từ đó, chẳng lý do gì mà sự thờ ơ lại không trở thành tính cách hoàn hảo nhất mà anime tái hiện về con người. Và đó là cách những nhân vật lạnh lùng trong anime đánh cắp đi trái tim của người xem. Ẩn sau sự thu hút từ nét mặt vô cảm hóa ra cũng sâu sắc và suy tư đến lạ. Liệu biết nhiều thông tin thế này rồi, bạn có muốn trở thành lạnh lùng boy nữa hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Còn nếu thích video này, đừng quên để lại một like, kèm theo một đăng ký để chúng mình đưa những nội dung tương tự đập vào mắt bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Một lần nữa, mình là người ẩn nấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye! Thank you.